chị ơi, chị bé đi bao nhiêu tháng rồi? Dạ, 6 tháng mấy. Bé kia bao nhiêu tuổi? Dạ, 5 tuổi. Tội nghiệp vậy, rồi còn nữa không hay là dạ, chị? Dạ còn, con tới 6 đứa là. Trời đất ơi. Con 4 tháng 2 trai. Mẹ chứ nhiều vậy, cho khổ. Bây giờ có thì giờ biết. Ok, em không mua vé số đâu. Em lì xì cho mấy đứa bé. Ê, thôi, chú không có lấy đâu. Nè, chúc mừng năm mới chị và gia đình nha. Dạ, bảo cảm ơn nha. Cậu vui vậy. Cảm ơn cậu. Thank you. Dạ. Rồi, mách lựa vé số đi. Mách lựa vé số đi. Mách về Việt Nam, mách chưa làm gì toàn là mua vé số không à. Cái nào? Cái nào nữa? Nào nữa, nói coi. Muốn nữa không? Ok. Rồi. Đưa cho chú đếm đi. Rồi, ngồi xuống đi. Anh đếm cho em mỗi sắp về 5 tờ. Vâng. Hả? Từ từ. Nhiêu anh? Dạ, 100. Ok, tặng anh 100 ngàn, lì xì cho anh 100 ngàn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thank you. Cảm ơn anh nha. Dạ, thank you. Nhiêu tiền anh? Mấy tờ nha. Mấy tờ mát? Mát đếm cho chú coi kìa, mấy tờ. Đếm rồi, đếm rồi, đếm bằng tiếng Việt nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bao nhiêu? 10. 10 tờ hả? Bao nhiêu tiền anh? 100 ngàn hả? Nè, đưa cho chú, nó là trả cầm tờ thôi, nó là trả tiền vé số chú 100 ngàn rồi lì xì chú 100 ngàn. Chúc mừng năm mới. Dạ. Thank you anh nha. Dạ. Ok chưa? Dạ, ok. Rồi sao không vô camera ớt sành. Dạ, em có chút tết gì ba chưa hay mà để cho hai đứa bé nó chút. Dạ, hai đứa bé chút chuyện đi. Rồi, cho hai trẻ rồi. Hai chút đi. Hả? Mắt hai đi chút vậy. Dạ, mắt phải đưa chút đi rồi mà phải đưa tiền cho mắt đưa đi. Chút xíu ra nhớ nhắc đốt nhang cho bà ngoại nha. Đốt chứ. Rồi. Nhớ bị miệng nó quá trong ấp xong anh tí ơi. Trời ơi, anh xây được cái nhà mà cái đèn với ba hồi nó giật người ta mà đang cái đấu hồi nó mua cái đèn khác nó gắn vô ngộ với đó chứ. Có bị công tắc mát không sao đâu. Bữa nó có vậy không? Thôi được rồi, để tự động đó. Tự động nó hay nó nóng nó chứ lên nè. Ok không? Rồi phần lớn nè, phần này phần quan trọng. Bé Bé ơi, vậy là con bé qua đây ngồi chút xíu đi rồi tính tiếp. Ừ. Ở đây nè. Ngồi đây chút xíu đi rồi con qua đó là tới phần con. Ừ. Ngồi đây sao đâu. Rồi chút bà. Chút bà gì? À, bà gì luôn? Vui. Mạnh khỏe. Good, nó lớn lên. Mày tập tuần nha nha. Cảm ơn con. Sống lâu với con. Mẹ chúc hai con học giỏi nha. Nó già con cảm ơn. Má kia phải đưa mà. À vậy hả? Năm mới con vui mạnh khỏe nha. Mạnh khỏe vui vẻ. Mẹ sống lâu với con cháu. Rồi xong chưa? Dạ. Rồi còn ai nữa không? Còn ai chúc không? Thì phần đó là anh chị, anh vô tới anh đi à. Rồi bắt đầu cho bên mạnh khỏe con chơi. Rồi, để ngoài này làm việc mình. Không đâu hết đi mà.
Đây. Hai này mình làm quay phim chụp ảnh. Đó vậy bây giờ là camera luôn hỗ trợ rồi lên ô chiếc này vô subscribe nhiều là không được nghe không? Có quay vậy? Có quay quay. Rồi tí em rồi. Rồi tới đại ca trong trong khu vực. Đây. Rồi đứng xích bên kia chút xíu đặt cho nó review xa xa người ta thấy mặt rồi. Anh. Rồi đó thấy chưa? Đó, chùm túi với đại ca đẹp trai. Thấy dễ yêu đời giàu có. Chúc mừng anh nhiều nha. Chưa còn nữa còn đó. Chúc mừng nhiều nha. Đâu rồi. Nè có gì ba nhớ được rồi. Mỗi người khác nhau chứ. Ok. Ráng thích kê dì ba nha. Lo cho dì ba sống lâu trăm tuổi. Ok. Rồi con nha, con đây. Dạ. Còn cái này nè, đây nè. Cái này nè ai giữ giùm chi? Thôi. Dì ba. Đây nè. Quéo mừng quá quên luôn. Rồi, mừng con nha. Nhiều nha. Bây giờ tới vợ của anh với lại bé gì đó. Vợ anh với bé gì đó. Mày. Nè, đâu rồi? Mấy đứa? Một, mai. Có hai đứa à, kia rồi. Nè, ráng, học giỏi nha. Dạ, mang cậu, có vợ, chú. Chú. Chú sao? Chú. Năm mới à? Chết rồi. Anh không có dạy. Không. Anh dạy anh con. Hiểu ý. Còn gì nữa? Gì nữa. Rồi tiếp đây làm nó ngắn gọn à. Cái này là không có dạy nè. Mất luôn rồi. Đây hơi bị sắp lộn. Ủa bây giờ muốn làm cái gì? Làm cái số ngoài nào? Dồi dào sức khỏe, khỏe mạnh để lo cho dì ba của em và anh Tý. Trời ơi, ông kia, ông chụp chuối rồi. Nguyên khu vực luôn. Dạ. Ok, quá lấy còn nữa, một món quà nữa. Đây. Gì vậy? Cái này của gia đình bà xã của con gửi xuống cho dì ba, anh Tý với chị Bích. Mỗi người chắc bữa miên hoàng cho nó chị Chi. Chị quên chị. Không. Được rồi. Chị ba, anh Tý. Ok. Chị Bích xong hết rồi, chị gì đừng có lo chị Bích gì cho mẹ. Nó nói tiếng Mỹ với bác thì nó quá. Quá. Cái cặp kia nó mới chấn nhau vớt ra đựng lại anh đây có mà nó còn ướt chứ lắm để chiều tôi chạy qua tôi gửi sáu được không? Thôi chịu như vậy rồi em đi rồi chấn chấn không chấn xịn nước dẹp cho nó cạn nãy Trung nó mua đóng luôn mà. Dạ, anh Tý là anh định cho nó tép mà anh nói là em mới mua một chút mua cho đóng rồi. Mua rồi hả? Sao mày 16 dặn thì nấu. Dặn nó nấu mày nhiều vậy cũng đâu có biết gì. Rồi vậy đó. Rồi làm gì? Nói chung cô hả năm mười đẹp gái, sắp tay sắp lòng tiên bố với nước. Lụm hết luôn.
lụm hết luôn. Lụm hết luôn. Cái bao gì? Hả? Sao cưng vậy? Ừ, có đâu má nghe nè. Nó nghe nè, đừng có lộn với gối của dì Ba nha. Nè, tiếp kêu nè. Nè, đừng có lộn gối lộn nắng gì có tên đàn bà nữa. Kê lại bà. Nè, có tên của dì Ba nha. Kỹ nha, đó. Dì Ba sao luôn. Dì Ba có thấy rõ ràng chưa? Này phải dì Ba đâu. Dì con đừng quen nha. Sao đó là dì Ba? Có tên rồi đó, trời ơi, sao lộn được. Trời ơi, màu vàng đi, nhớ màu vàng được rồi. Lộn là lộ đáng chịu nha, trước nha. Kêu, miệng ngon lắm, chút cô đừng người đẹp gái, làm ăn bắt tay tìm cái nước. Tôi thấy biết ghê chưa. Tôi thấy ngộ quá nè. Ok. Nó hô đông quá, con hơi ngại, có trong phòng. Nó coi YouTube của anh luôn á. Coi YouTube luôn á. Có vô đây là không có cáp, nó có ba bốn tháng nó coi, nó vô đây á. Fan nó hai năm một nó đi luôn. Thôi đặng cái này chú hả? Chú. Thôi đặng chú mới có tiền, chú mới về đi lì xì hoài hiểu không? Thôi mỗi ngày nghe không? Mở lên để lại đi sao? Mà tên gì chú, có chú tên gì? YouTube tên gì? YouTube tên gì? Ô. Bắt cho bà nội coi. Nè, nãy nuôi nó chơi TikTok đó mà. Có TikTok luôn chứ bộ vẫn à. À. Dì Ba ở ngay chỗ này cũng gió mát. Mát đâu. Vô đây mát đi ngủ coi không? Đúng rồi. Mới chạy ngang nhìn lại cái nhà cũ của bà ngoại đó. Bà không ai kêu mà kêu sát sát nhau. Thấy con cái chỉ con hai không? Biết không? Bây giờ nhìn không ra. Sao không mua cái tủ nào mới cho dì Ba? Vô trong cùng con lấy sớm. Ông mua tủ nào mới chứ gì ba? Đâu có tủ gỗ mình tốt. Cái kỷ niệm mà, kỷ niệm xưa. Cái kỷ niệm xưa. Gỗ đó nó mới lại hả? Ăn trước đầu gỗ nó còn tốt. Đồ cũ. Đặt bật lý ra đó. Chút mày đốt ngang giùm tao với chị Hồng đi làm rồi. Nặng ấy. Đặt bật lý đó của em toàn gỗ em đó. Rồi đó đốt cho tụi tao lại bà cố rồi bà ngoại rồi tú của đó. Nè mát đi ra lại bà cố nè. Trời quá, tôi đây nè, đặc sản với quà đó. Chị một cùng ba với tí hai. Sao kêu? Kêu. Rồi để cho cô chú nè. Nè cái này là bà ngoại anh nè. Còn đây là bà cố của anh đó. Rồi cái này là bà ngoại, đây là bà cố, đúng không vậy? Đúng rồi. Đúng. Ok. À. Mấy cái tủ này là từ lúc anh chưa sinh ra tới giờ đó. Là dì Ba chỉ để là tủ này tủ. Chỉ để là cái đồ cổ đó. Đồ cổ từ lúc anh chưa sinh ra tới giờ luôn á, là để lên để làm kỷ niệm. Nhưng mà mấy cái đồ cổ này chỉ có đánh bật ní anh tỷ. Dùng chị nha, ba em nó định quyết anh sẵn. Ok, làm rồi. Riu. Rồi, nè, lại bà cố bà ngoại nè. Có tiếng không bà? Ba chục năm rồi con mới về đây. Ăn Tết với bà ngoại. Bà cố rồi kìa. Mày phải đại chị. Bà cố ngồi kìa. Rồi, bây giờ mình ghi ở đâu? Mình ghi ở đây chứ. Như Hương cổ luôn á con. Ba hả con? Rồi lên trên kia hả? Đó. Chúa kìa, chúa bên này đi, chúa bên đây. Đức mẹ. Nè mát ghi vô thằng tài thoại khổ để cho anh tí làm ăn gạo. Bắt lại ha. Rồi ghi vô. Rồi ghi vô. Rồi còn cái bàn thoại. Đi ấy đứng luôn. Rồi.
khi mà anh quậy ở tỉnh Trà Vinh á là nhờ có anh tí em đứng sau lưng bảo kê chứ vậy chứ không phải vậy đâu. Ngày xưa mà anh nói tí em sớm cầu Long Bình là hàng lấy trả té ấy. Ngày xưa đó đúng rồi. Tí em thì ngày xưa đẹp trai một xíu vợ rồi nhưng mà ghê gớm lắm á. Không mình vui ha, vui cho cái thời trẻ bà ngoại có hai đứa cháu vậy là anh với hai mình rồi. Ngồi chơi đi. Ngồi đi chơi nè. Hai đứa cháu cưng nhất mình cứ hai quậy luôn hả? Ủa chị Chi nè, đi đâu đâu à anh Tý? Chi à, chị Chi đang có giờ? Trời ơi hàng đó hàng khuyến mãi á, hàng sale ngoài đường á. Ngàn rưỡi với trăm rưỡi khác nhau à. Chưa biết thằng nào nặng hơn thằng nào á. Nó nặng hơn. Chất lượng ừ. Tức là dò hàng nhái nhiều. Còn chưa căng lên thằng nào nặng hơn thằng thắng. Ta hàng nhái nha. Ta là quỷ hàng nhái thì đây là bị có. Bởi vậy tính nào vậy đâu có đâu đâu có ông tính thấy này tính đổi gì mà cái gì đổi hả? Ông thấy này ông tính đổi gì đổi không mang có vừa không vừa này là quá không phải vừa lâu lắm rồi, 30 năm rồi em mới được ăn cái tết ẩm Việt Nam. Từ lúc đi Mỹ tới bây giờ đó mới ăn cái tết ẩm Việt Nam. Mai mốt rồi có ái người ta về thường thì nếu mà có nhiều người view họ làm những người YouTube hay á. Nhớ coi mỗi ngày nha, không coi cũng mở lên để đại điều sao ngày nào không coi. Đã nãy coi con bé nãy còn biết cũng mà có cách biết sao không? Có cách biết sao có cách 2-3 tháng là lúc anh mới vô đây là có mạng có nhiều mới công từ ngoài vô tới đây luôn kìa. Cái đó là bạch ghê đó. Mua rồi hả? Bạch đó, bạch ghê, bạch ghê, bạch ghê á. Đúng rồi. Ừ. Đó là cảnh sát mới có mấy con đó đó, bạch xe. Rồi em đi cho con bé rồi. Dạ, con về đã nè. Dạ. 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 D
khi nào con có tiền con về con thả. Nó dữ lắm. Để. Đừng có nhịn có, nhịn có nó sổ bại á.